Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay cho bà con xem về cái vườn bơ bút của anh Linh. Anh có trồng với số lượng là 1.000 cây bơ bút. Thì hôm nay mình quay vườn cho bà con xem về số lượng 1.000 cây bơ bút của anh, nó dao động ở năm thứ 2, năm thứ 3. Thì năm nay á, thì mình đến vườn hướng dẫn cho anh Linh á. Thì vườn của anh ở xã Đắc Cờ Nâu, thì xã Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông á. Thì với 1.000 cây này, ở những cây 3 năm á, thì qua như mình hướng dẫn cho anh á, thì hướng dẫn cho anh là tạo tán lại. Thứ nhất là tạo tán, và cái thứ hai nữa là làm cành cho những cây bơ mà chuẩn bị năm tới mình sẽ làm hoa. Đó là vụ 2019 á. Thì toàn bộ cái vườn bơ bút của anh á, với 1.000 cây này á, thì có những cây mà nó có thể là năm tới này có thể cho hoa được rồi, vì đã đủ tuổi, và một số cây á nó chưa đủ tuổi, có thể là tạo tán thôi. Thì qua đây mình sẽ quay hết toàn bộ vườn cho con xem, và quay cụ thể về cái chi tiết mà hướng dẫn cho anh Linh á tại vườn về công tác tạo tán làm cành cho cây bơ bút cho giai đoạn tới năm 2019 á. Thì cái giai đoạn này á, thì mình lưu ý, mình nhắc nhở bà con nè, ở những vườn mà con chúng ta chưa tạo tán hay chưa làm cành lần nào á, thì mình quay clip này là vào ngày 23 tháng 6 2018 dương lịch, thì bà con có thể làm cành ngay giai đoạn này cũng được. Nhưng mà với giai đoạn này làm cành á, thì bà con sau khi làm cành xong á, thì bà con nhớ là phun thuốc nấm cho mình nha. Và trong giai đoạn này đâm chồi nảy lọc phát đọt á, thì bà con chịu khó phun thuốc côn trùng chích thúc, rồi để cho cái giai đoạn mà đang đâm chồi nảy lọc này á, côn trùng không bị chích. Thứ nhất là bọ xích, bọ vần đó, nó không bị chích, thì cây bơ chúng ta nó sẽ không có bị ảnh hưởng đến đọt, mà nó phát tán rất là đều và đẹp. Vì trong giai đoạn này á, thì đối với những vườn bơ, mình nhắc lại những vườn bơ 3 năm, 2 năm á, thì bà con có thể bón phân cho mình rồi được rồi. Thì bà con có thể bón NPK cho mình. Thì nếu với giai đoạn mà tạo tán thì bà con tăng cường lượng đạm lên thì cũng được. Thì với cái thời gian này bà con tăng đạm cho mình, thứ nhất là có hai yếu tố là nó sẽ phát đọt và tạo tán lại rất là nhanh và phù hợp cho cây, nó không ảnh hưởng về cây hết. Cái thứ hai nữa là đối với những vườn bơ trong giai đoạn làm cành tạo tán này á, thì trong thời tiết mà mưa đó, thì bà con cũng quan sát lại cho mình là kiểm tra những cái cây bệnh mà bị xì gốc, thối gốc, và cái hai là bị úng nước, thối rễ trên cây bút á, thì con cũng xem cho mình cụ thể hơn, và để làm công tác mà phòng bệnh chữa bệnh trên cây bơ. Thì với cái vườn bơ bút của anh Linh này á, thì mình quay cho con xem về, thứ nhất là hướng dẫn cho anh Linh để làm cành, và những cái nào mà không rõ thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh về cái công tác làm cành những cây bơ luôn. Thì qua clip này mình quay cũng rất là dài về cách làm cành tạo tán những cây bơ bút. Thì qua như xem vườn và thăm vườn á, thì anh Linh cũng có làm một số cây bơ, theo như học hỏi trên mạng kinh nghiệm của anh á, thì tỷ lệ nó cũng đạt được 50-60% về công tác làm cành. Thì bên mình có đến hướng dẫn cho anh về cái chế độ mà phân bón, chăm sóc cho cái vụ bơ năm mới 2019 á. Thì về cái việc mà ở thị xã Giang Nghĩa, bà con nông dân chúng ta trồng bơ cũng rất là nhiều. Cái sản lượng năm nay hầu như bà con chúng ta mất mùa cũng rất là nhiều, do bị ảnh hưởng cái đợt mưa mà vừa rồi á. Bà con không chăm sóc, nói chung là không có kỹ thuật về cái việc mà chăm sóc bơ. Thì năm nay anh Linh có mời bên trái cây thơm Bồ Lắc đến vườn để hướng dẫn cho anh về công tác mà làm cành. Thì như cái clip mình vừa quay bà con xem á, thì những cái cành nào anh làm thì mình hướng dẫn cho anh là nên cắt và không cắt. Thì mình nhắc lại cho bà con, đối với những cây bơ bà con tạo tán á, thì những cành chim ở trong thân á, bánh tẻ mình hướng dẫn á, thì bà con thể cắt thoải mái. Còn đối với giai đoạn mà chúng ta làm hoa á, thì tuyệt đối với tháng 9 và tháng 10 dương lịch á, là chuẩn bị cho công tác làm hoa, phát tán, phát ngọn đợt cuối á, thì bà con không nên cắt những cái cành này nha. Cái đó mình nói trước bà con, nhắc nhở bà con á. Bà con không cắt ở đây vì cái tỷ lệ những cành tâm này đậu trái rất là cao, đậu rất là hiệu quả so với những cành bự mình thân lớn ở trong cây á. Thì bà con cứ lưu ý và để ý xem đi, tất cả những cây bơ chúng ta đậu trái đều ở những ngọn thôi, ở trong thân tỷ lệ đậu thì không có cao bằng ở ngọn và những cành chim. Thì qua đó mình nhắc nhở bà con á, thì bà con cứ xem vào những clip này, bà con có thể đưa ra những cái quan điểm riêng cá nhân mình về công tác tạo tán, nhưng mình nhắc lại là tạo tán. Còn đối với những cây bơ từ 3 năm đến 4 năm trở đi á, thì cái công tác tạo tán sẽ khác, không như trên clip này mình quay bà con xem. Vì nếu bà con làm cành mạnh quá thì dẫn đến cho cái hiện trạng mà làm hoa của năm tới nó sẽ không có hiệu quả, vì tỷ lệ cái cành mà làm hoa đậu trái sẽ mất đi nhiều. Thì cái đó là mình nhắc nhở lại bà con, vườn
làm hoa khác với vườn là tạo tán. Nên có với những cái vườn mà mình hướng dẫn bà con á, tạo tán và làm hoa sẽ khác nhau. Và đó thì bà con nhớ rõ nguyên tắc cho mình nha, để tránh tình trạng mà những cây bơ, tại sao bà con thắc mắc là cây bơ bình thường như thế mà bà con làm cành rất là mạnh. Cái đó là có hai tình huống là vừa tạo tán hoặc vừa tạo tán mà làm hoa luôn trong vòng 1 năm, thì nó có hai vấn đề ở đó. Thì hầu như về cái vấn đề mà clip mà quay về làm cành á, mình cũng quay rất là nhiều cho bà con rồi, mình chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì cái đó bà con có thể tham khảo về bên cách làm cành của trái cây theo mùa lắc, thì cái đó là bà con có thể học hỏi riêng. Còn đó là bên kinh nghiệm và cá nhân và kỹ thuật của bên mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho bà con. Thì mỗi vườn á, thì mình cũng có quay lại những cái clip ở từng vùng, từng khu vực và từng tỉnh khác nhau để bà con xem. Thì dạo này thật sự là cái công tác mình rất là bận nên mình không có quay được clip cho bà con xem. Thì qua đó bà con cứ thông cảm cho mình nha, mình sẽ dần dần quay những clip mới cho bà con xem. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi hết clip này về vấn đề mình hướng dẫn làm cành và tạo tán của cây bơ bút. Xin cảm ơn bà con ạ. À.